bác đến với kênh xe đạp. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác một mẫu xe khá là tên tuổi, không thể thiếu được trong những cái cuộc đua uy tín trên toàn thế giới. Đó là dòng Meridian Leader 93. Như các bác biết thì những cái dòng Meridian này thì khá là nổi tiếng rồi. Nhưng mà cái dòng Meridian Scooter thì là xe dòng của bên sản xuất được trong thị trường trong nước và ngoài nước, nhưng mà riêng dòng đặc biệt Meridian Leader 93 này hôm em giới thiệu thì Passion Leader 93 thì chỉ sản xuất ở thị trường nước ngoài nha các bác nhé. Dòng xe này là xuất Âu nhé, chuyên sử dụng trong những cuộc đua ở bên nước ngoài. Vâng, bây giờ em xin đánh giá tổng thể chiếc xe. Vâng, xe có màu sắc là đen, tông đen, điểm nhấn màu vàng xanh, rất là nổi bật các bác nhé. Cái dòng Meridian khác biệt Leader này, đây này các bác nhìn đây này, Leader 93. Ở thị trường Việt Nam thì cái mẫu mới nhất cái dòng Leader này là cái dòng Leader Passion 91. Nhưng mà cái mẫu này mẫu cũ ở xuất bản là chỉ có ở trong thị trường Việt Nam và ngoài nước thôi. Nhưng cái dòng riêng cái dòng Meridian 93 Leader này thì là chỉ có bên thị trường nước ngoài thôi nhá. Thị trường nước ngoài có mẫu mã xe Leader 93 này. Cái màu sắc này, cái tông màu sắc của nó này, nó nhìn rõ này. Đây là khung vòm xe thể thao, khung vòm chuyên do những dòng giải đua chuyên nghiệp. Đây các bác nhìn đây này, đây này, sườn trên của nó bắt đầu có vòm như này. Đấy là dòng xe đua chuyên nghiệp. Màu sắc phối rất là nổi bật. Đây tổng thể màu sắc xe đây nó nhìn rõ đấy. Xe trang bị khung nhôm các bác nhé. Meridian Leader 93 chuyên sản xuất ở thị trường nước châu Âu, dành cho các những cuộc đua uy tín lớn nhỏ bên thị trường nước ngoài. Nước sơn vẫn còn khá là đẹp. Đây đây có vài nốt xước nhỏ ấy, không ảnh hưởng đến xe. Cái dòng Leader 93 này là sản xuất ở bên châu Âu để dành cho những cuộc đua mà hầu hết là những cái đua tên tuổi đã từng sử dụng cái dòng 93 này rồi. Mẫu này là mẫu năm 2018 ở bên nước ngoài. Đây nó sơn của nó này. Đây là đây là kiểu nó thế bác nhá. Kiểu xe đây này. Màu nó kiểu nó vậy ấy, chứ không phải là nó bị xước sát gì đâu. Xe này là nguyên bản của nó là càng nhôm này, nhưng mà được chủ cũ lưng lên Tamani là lưng lên càng carbon lắm nhá. Đây là vân carbon các bác nhìn này, vân nổi carbon này. Xe có kiếm này, đây đúng hình thanh kiếm này. Càng của nó có điểm nhấn của nó là hai cái điểm này nó nhô lên này, cảm giác rất là khỏe khoắn nhá. Xe được trang bị với cấu hình phanh Sora, ba mảnh Sora. Phanh này đi rất là an toàn tuyệt đối. Dòng xe đua.
Đây cái cổ của nó thì cũng là của Media đấy bác này. Chủ SSA. Mà chủ cũ là lưng cấp xe này là dòng xe đua chuyên nghiệp đâu mà lưng cả cái càng cầm của nó cũng là carbon nhá. Đây này có thanh cầm tay nắm của mình là carbon này. Xe này được lưng cấp nên là giảm trọng lượng của xe. Xe rất là nhẹ. Tay nắm này thích hợp cho các bác nào đi đường bằng cũng được nhé. Cầm ở hai bên xe này, đi đường bằng cầm rất êm và thoải mái xe. Xe được trang bị với cấu hình phụ đề tay lắc Clarip Shimano Clarip. Cái dòng xe đua này được người chủ cũ là nâng cấp là càng và tay cầm này của carbon. Đơn mang là xe này rất chi là nhẹ. Dòng đua chuyên nghiệp bên nước ngoài người ta rất là nâng cấp cấu hình quan trọng về xe, trọng lượng xe cho các bác nhé. Đấy, đường vân của carbon này cũng như là da rắn này. Xe có kích thước lốp 700x23C. Lốp cũng còn mới các bác nhé, cũng còn mới nguyên này. Vành hai lớp nhôm vẫn còn sáng và bóng. Cặp vành này là chủ cũng lưng cấp lên rồi nhé. Xe được đi với dây âm sườn, hai bên dây âm sườn. Đùi đĩa Clarip Shimano đùi. Đây là thông số xe ở bên châu Âu đây. Xe 7 màu. Media Precision More More Reader 93. Cái đây là tem xe này, size của nó là size 47 các bác nhé. Thập các bác cao 1m từ 1m63 đến 1m75 nhé. 60m75 vừa. Size 47. Xe đây. Phủ đề Clarip. Đây là cái khoảng chống va đập vào đề xe các bác nhé. Xe được trang bị với 8 tầng lip, hai đĩa cho xe 16 tốc độ. Vâng, bây giờ em đi vào chi tiết hoạt động của xe các bác nhé. Đây lên đi các bác này, rất êm và mượt. Cái dòng chuyển động xe đua như đi như này rất là bền các bác nhé. Xuống nít rồi. Rất là bon. Xe chạy rất là mượt mà. Bên đĩa nhé. Nó xuống nít quá này. Rất nhanh, êm và nhẹ nhàng. Phanh ba mảnh
Soda Phút Yên là chính hãng, kèm theo đi theo xe luôn, của Media luôn. Yên là gần như là mới tuyệt đối này. Yên là chắc là sử dụng ít. Xe này được chủ cũ lâng lên cấu hình xe cho bác nhé. Từ càng carbon cho đến tay lắm carbon. Xe đua chuyên nghiệp, đâm ma cái vòng mà nó là nó nhìn cái khung bên trên này, nó vòng cung lên này. Chuyên những cái bởi đại chuyên nghiệp mà người ta toàn cho họ là dòng xe đua này có cái khung bên trên là nó cong cong. Vâng, em vừa nhớ tổng thống xuất xe Meridia 93 Pass Season xuất châu Âu trên thị trường châu Âu trong các giải đua chuyên nghiệp. Xe được chủ cũ lưng với cấu hình càng và tay lắm carbon. Giảm trọng lượng của xe, xe rất nhẹ. Xe có đường cung rất là thanh thoát nhé. Cái đường cung bên trong trên xe này là chuyên dòng giải đua của các bác này. Bên em có cửa hàng, bên em có giá là 7,9 triệu. Bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943. Vâng, em xin cảm ơn. Vâng, bên em bán cũng ở đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật. Đây các bác thấy, rất nhiều đồng hồ. Có bác nào quan tâm thì lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, ấn đăng ký kênh và theo dõi kênh để xem chi tiết hơn. Vâng, các bác vào chưa về mai.